Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm đó chính là uh, dàn lạnh của Kia Bungo 3 đời cao. Uh, với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây, uh, chúng ta có thể uh, thoáng qua có thể nhìn thấy này. Uh, với cái dòng uh, đời cao này thì uh, về cái thân dàn này thân dàn của nó cũng uh, mỏng hơn đời trước rất là nhiều. Cái đời này thì từ từ 2019 đến 2021 anh em nhé. Đó, cái dòng sản phẩm này thì nó vẫn đã ra là van vuông và sản phẩm được thiết kế uh, và sản xuất là 100% nguyên vật liệu là từ hợp kim nhôm cao cấp. Đây chính là cái cuống ra đầu co để chúng ta bắt van. Uh, đây là cái uh, súp để người ta bao bọc ở bên thân cuống nha anh em nhé. đó À còn cái giá bắt này thì mọi người sẽ thắc mắc là cái giá gì nó là cái cái để chúng ta gài cảm biến ngắt lạnh thôi. Đó, đây là cái mặt để chúng ta bắt van vuông vào đây. À, vừa rồi thì à, em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái dàn uh, lạnh của xe Kia Bongo đời cao. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu, hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.